tới hình nhân viên của công ty Hai Ngón này, đàn cư đến phà Sa Cao và một số những bến phà khác. Và qua cái cầu này thì ta sẽ bước sang dưới đất của Nam Định và ta đi khoảng chừng hơn 2 cây số, 3 cây số ta đến với đền Trần. Chúng ta sẽ vào và thắp hương. Mãi như chiều nay là tắm biển, làm sao là phải trời phải nắng. Thì về ở đây và vị vua thứ 4 của vương triều Trần tại
tang lễ. Vâng. Cái bàn phía trong là nơi thờ hai và bài vị thủy tổ nhà Trần. Tôi có một đề nghị là khi quý bàn vào trong đền thì mời tất cả mọi người bỏ mũ đỏ lòng thành kính đối với các vị thần. Dạ. Đứng đỏ mình nắng vậy, thanh vậy. Đứng đỏ đứng đỏ đẹp vậy, đứng đỏ mình nắng đẹp vậy. Khi quay về phòng lại. Giờ vào đang mưa uống. Con mình ra ngoài kia, tao lái ra ngoài kia. Đây có cái gì đó, cao muốn rồi, muốn cao Hãy subscribe cho Thank you.
trên cầu của khách sạn. Tay trái của mình ạ, chúng ta sẽ nhìn thấy núi non nước. Và nơi đây thì bác Giáp Văn Thương trong năm tháng 9 thì bác đã nhảy từ trên đỉnh núi kia xuống dưới dòng sông đáy này ạ. Vâng, và bên cạnh đó chính là cái núi Dục Thúy. Vâng, trong núi Dục Thúy thì có một đền thờ đền thờ ạ. Và phần kia của đoàn ta có muốn xuống đấy nhảy thử không? 100 quá. Thì ra hơn 107 trên 100 khách mà ví dụ đặt ăn. Thằng nhì. Những cô đánh mệt lừ. Anh ơi, anh ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Anh ơi. Khách sạn Hoa Lư. Trước còn mình ở cái khách sạn này phải không? Ừ. Khách sạn Hoa Lư. Đây, khách sạn Hoa Lư này. Các bác gái bài gì thì hôn lên đón ở trên nhá. Anh ấy để mắt kín. Alo. Đây, ngày xưa bọn mình ở khách sạn này. Màn đêm đứng trên chiến dốc nhìn xuống đồi thông, hàng cây thắm màu đèn lên phố phường, hơi xuân giá bước biết ai thương những chàng trai đang lái máy cày và bao cô gái đang bắt đầu từ ngày hôm nay ngày mai buổi ra đi tìm không về. Mùa xuân này ra đi từ đó không về, mẹ già mỏi mắt nhìn xây dựng mới được xây dựng. Ở quý khách nhìn sang bên tay phải của đoàn xe chúng ta thì chính là cây cầu Hàm Rồng. Chính thức vào năm 1946 thì người Pháp đã nhờ một kỹ sư của người Đức, và ông kỹ sư người Đức đã thiết kế cầu với tính chất là cầu hai mấu và bắc bình thường như các cây cầu. Và đến năm 1947 thì Pháp bắt đầu sang đánh phá và tiến quân đánh cưới xâm nhập vào khu vực miền Trung của nước ta. Thì lúc đó người dân của Thanh Hóa là quyết tâm là không tha rằng là chịu hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước. Như vậy người dân Thanh Hóa đã đập tan cây cầu Hàm Rồng nằm nhằm chặn cái đường tấn công của thực dân Pháp.
Và đến năm 1963 thì dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia dòng này thì có tới 1/3 số máy bay bị bắn cháy ở Thanh Hóa. Vâng, tổng số máy bay bắn cháy ở Thanh Hóa là hơn 300 chiếc máy bay, thì ở đây là chiếm 107 chiếc máy bay bị bắn rơi ở tại khu vực cầu Hàm Rồng. Vâng, chính vì vậy mà cái cầu Hàm Rồng này đã gắn liền với lịch sử của con người Việt Nam chúng ta. Đây chính là cái yết hầu giống như là ngã ba Đồng Lộc, những cái ghi ấn, những cái dấu tích của lịch sử. Ở cây cầu này chuối cá thần ở Cầm Nước Cầm Thủy đấy ạ. Chúng ta cũng qua một cây cầu nhỏ qua dòng sông Mã, và những cái xe của 16 chỗ đổ xuống thì chúng ta có thể đi qua được dòng sông Mã và đến với suối cá thần Cầm Nước Cầm Thủy. Và suối cá thần này là một cái suối cá tự nhiên, cá thì cũng có từ rất lâu đời rồi. Là cô gái đã quyết tâm là không về với nhà trời nữa, thì lúc đó là Ngọc Hoàng cho Thiên Đôi cộng với là quân binh xuống để dùng sấm, dùng sét và dùng mọi cái biện pháp để cho con gái mình trở về trời. Nhưng mà sau một thời gian thì sáng buổi chiều ngày hôm nay thì thời tiết muốn vào thiếu thì điện cho thiếu để mà hướng biết là sao mà ở như này. Tiếp theo là Thanh, Việt, Quảng, Mạnh và Phi Hồng Cầu phòng. Thùy, Loan, Đức, Cương, Sáu ở một phòng. Thùy, Loan, Cương, Sả một phòng. Vượng, Minh và chị Cam, Xiển ở một phòng. Lẽ còn này chỗ chú Hoan vâng, anh em xếp phòng riêng mình với cô Minh. Minh nữa, Minh với Nguyên nó được ở đây, tí xe sắp xếp một là cho Minh với cả chỗ anh Nguyên là với nhau nhé, thì là hai bố con Minh với bố con Nguyên ở với nhau nhé, Minh nhé. Cho gì cả cho sếp với ở đấy, sếp vâng, vâng. Còn này chú Hoan thì cháu chưa gặp sếp không? Rồi, sếp đến vâng, mình đến đây. Có lẽ còn ai chưa có tên ở trong phòng không nhỉ? Rồi. Chú Vấn từ cái ra đây, chú Vấn từ sau vào. Chú Vấn còn này sẽ tiếp nữa. Anh Xảo của chú Vấn đúng không? Hai người đấy nữa. Tí chào bên cái chỗ và xe bên kia để sau nào tôi sẽ tiếp mà. Ra ra bình thường vậy. Chúng gia đình ở cái thắng ở xe kia đúng không? Dạ. Cho vào một phòng đúng không? Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Bỏ phim. Bắt xe đi em điện số phòng ở bên cạnh. Em mình đi 11. Trong tạm thời nó chỉ có một số người chưa được đâu, thì còn để xếp tiếp mà. Còn một đoàn lãnh đạo vào buồn. Để xếp ở chung với nhau. Không, mình cứ tạm này rồi, sau đó đoàn mình cứ tự sắp xếp với nhau. Được, được, được. Chứ mình nhận phòng trước thì sao các bác vừa sao? Mình luôn vinh một phòng với nhau. Phòng giả với nhau. Bãi nào nước nước lên. Tối mà đấy nước gặp lên đây rồi. Bãi tắm đi. Bãi tắm đi. Chiều đây vinh vào.
Có thế này thôi nhỉ. Đấy, mạnh, mạnh vào. Kia, đổi cho mình nhé. Lần đầu tiên có mặt tại thị xã Sầm Sơn, chụp ảnh lấy ngay, in ảnh lên ly sứ, đĩa sứ, áo phông, rạch men. Bằng công nghệ in laser, ảnh của quý khách sẽ được lấy ra từ thẻ nhớ điện thoại, thẻ máy ảnh để in lên ly sứ, đĩa sứ. Trên đường dây nóng thì sau khoảng một tiếng đồng hồ toàn phần cái quán này bị là Sầm Sơn sẽ phát triển. Chủ tịch các chủ tịch mới đấy, đẹp không? Và bãi biển thì đẹp tuyệt vời rồi. Nhìn chung là con người thì cũng đã có sự thay đổi. Xe ôm thì tối hôm qua đi hết một vòng thì mới khoảng 20.000 thôi. Và nhưng bình thường người trước là chuyển thành 20 đô đấy. Hôm qua có một cái bà chụp ảnh, tôi thấy là cái cô có chụp ảnh thì các bạn với nhau là 2.000 là mà đến khi cái bà mang máy ảnh đi xe máy đến thì bảo 75.000 thì hai bên cãi nhau mà cô bảo là thống nhất 2.000 tôi chụp nhưng gì thì đưa đến trả thì bảo 75.000 nó mới đang quăng bên nào để lừa người ta đến cổ bán cũng quen cái kiểu đấy, quen cái kiểu đấy gần đầu nhưng mà không có giấy chứng nhận thì không đưa lên like gì và mình cãi nhau mới hoàn thì không thể thắng được. Cái đó bán theo mình ra lấy rồi. Mấy cái chục nghìn mà cứ nhúng nhắn sang cho sau rồi trả cho nó xong. Trả cho nó xong. Vậy thì nó đặt dài là không có. Đâu có nào quý khách thấy là đường vào với hòn chống mái và chùa Cô Tiên thì phong cảnh cũng là rất là đẹp mà giống như cảnh tượng giống như trong đường thì xuống Nam Biang của Đà Lạt đấy, của Đà Lạt nhưng nó khác, ở đây là chính là rừng Bạch Dương. Wow. Vâng, có một cái truyền thuyết nữa nói về cái sự thích của hoàn trống mái này là ngắn gọn thôi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với hoàn trống mái. Thời gian là chúng ta tham quan hoàn trống mái là 15 phút. 15 phút thôi ạ. Bây giờ là đi 8 giờ 15 thì 8 rưỡi quý khách sẽ lên xe. Thank you.
Đâu cho các con bàn đá nó ngồi dính quá, ngồi chơi vui chơi. Con quả con đi rồi. Dạ. Ngồi đây con uống nước đi. À thế này rồi. Chú không cho khăn lạnh à? Cứ giờ phát khăn lạnh cho mọi người đi. Không chỉ phát cho mỗi người một chiếc kem là đẹp. Dùng khăn lạnh trước rồi chắc là ăn kem lạnh sau. Kem anh đang đi thì nóng mùa, nếu đi mùa nóng mình phải đặt kem để thùng kem đi. Mỗi lần tiếp tục bỏ vào trong đây cho nó mát. Bỏ trong đây mát và Bye.
Bên này còn bãi đá này. Nó đi nối kia. Nó đi nối kia thì được. Đúng rồi em.